Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và đại gia của diễn viên Quý Bình khiến dân mạng trước đây từng chê bai, giờ đây phải ngưỡng mộ về hạnh phúc của hai người. Vào giữa tháng 12 năm 2020, nam diễn viên Quý Bình và bà xã Danh Nhân Ngọc Tiền đã tổ chức đám cưới cùng nhau, chính thức nên duyên vợ chồng sau 3 năm hẹn hò. Được biết bà xã của Quý Bình hơn nam diễn viên 7 tuổi và hiện là tổng giám đốc của công ty bất động sản Đảo Vàng. Vì chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình từng khiến cuộc hôn nhân Quý Bình và vợ đại gia bị nhiều người bàn tán. Theo đó không ít ý kiến chê bai, cho rằng vợ Quý Bình trông già hơn và không xứng đôi với nam diễn viên. Tuy nhiên đáp lại những sự soi mói của cư dân mạng, thì cặp đôi vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào, khiến nhiều người không thích chuyển sang yêu quý và ngưỡng mộ. Mới đây trên trang cá nhân của chị Ngọc Tiền, bà xã diễn viên Quý Bình đã thu hút sự chú ý của mọi người khi chia sẻ hình ảnh tình tứ bên chồng, cùng với quan điểm về hạnh phúc và tiền tài. Theo đó chị viết, tài vật chỉ là phương tiện, hạnh phúc lứa đôi là cổ báu vô giá. Đồng vợ đồng chồng là kim chỉ nam, bắt tay vào việc khởi đầu một năm với nhiều hạnh phúc và thành công nhé chồng, Quý Bình. Sau khi chia sẻ, bài đăng của danh nhân Ngọc Tiền đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt yêu thích và lời khen ngợi chúc mừng từ mọi người. Bên dưới bài viết, nam diễn viên Quý Bình cũng để lại bình luận, thể hiện tình cảm với bà xã. Không chỉ riêng Ngọc Tiền mà còn cả dân tình không khỏi liệm tim. Được biết Quý Bình và bà xã doanh nhân quen biết trong một sự kiện ở Phú Quốc cách đây 3 năm. Cụ thể là trong một sự kiện của công ty Ngọc Tiền và Quý Bình được mời với tư cách là một ca sĩ đến hát đi chung vui. Đây không phải là lần đầu tiên chị Ngọc Tiền gửi những lời ngọt ngào tới chồng, Quý Bình. Trước đó chị từng cảm ơn công khai nam diễn viên vì anh đã đến bên cô, cho cô không chỉ tình yêu đôi lứa, vợ chồng mà còn là một gia đình lớn với trọn vẹn tình thương. Là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, ít ngày sau hôm lễ Ngọc Tiền trở lại điều hành công ty mà không hưởng tuần trăng mật với ông xã như các cặp đôi khác. Mỗi ngày chỉ đến văn phòng từ 8 giờ sáng và kết thúc công việc vào tối muộn. Hôm nào hoàn tất công việc sớm, chị tranh thủ về nhà, chuẩn bị bữa tối cho chồng. Còn nếu một trong hai bận việc, người còn lại sẽ hỏi thăm đối phương, muốn ăn gì để chuẩn bị trước. Bận rộn với công việc riêng, nhưng chị Ngọc Tiền đặc biệt quan tâm tới các hoạt động nghệ thuật của chồng. Trước đó, hôm 17 tháng 1, khi Quý Bình tổ chức một đêm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc này Ngọc Tiền đang bận công tác ở Phú Quốc, song vẫn quyết định đặt chuyến bay lúc chiều tối để kịp về ủng hộ ông xã. Cô gọi vui đó là vì yêu mà bay, hành trình đam mê nghệ thuật của anh luôn có em. Cô thường lui tới những đêm nhạc của chồng để cổ vũ, thể hiện sự quan tâm tới ekip làm phim chồng tham gia. Không chỉ yêu thương chồng, chị Ngọc Tiền còn quan tâm đến gia đình của anh, như cách chị đã làm nhiều năm qua. Mỗi dịp cuối tuần, nữ doanh nhân lại cùng ông xã trở về quê nhà ở Hóc Môn. Dịp Tết dương lịch và âm lịch vừa qua, cả hai đã sum vầy bên gia đình Quý Bình, cùng ăn uống đón giao thừa. Là nữ tướng trên thương trường, nhưng ở nhà chồng, chị Ngọc Tiền không ngại lan xả chuyện bếp núc. Nàng dâu sắn tay áo hái rau, bắt cá vào bếp nấu ăn với những món ngon, chiêu đãi đại gia đình nhà chồng. Quý Bình từng chia sẻ, Ngọc Tiền được lòng tất cả thành viên trong gia đình của anh bởi sự hòa nhã và chu đáo. Chị Ngọc Tiền chia sẻ với phóng viên rằng, nữ tướng trên thương trường cũng là phụ nữ. Với phụ nữ, chuyện chuẩn bị mâm cơm cúng, nấu ăn cho gia đình là điều cần biết làm. Tôi thấy mình có giá trị hơn khi làm những việc này. Tôi thích ở nhà, thích gần gũi với mọi người trong gia đình, và anh Bình cũng vậy. 3 tháng về làm dâu nhà Quý Bình, chị Ngọc Tiền cho biết chị rất may mắn khi chồng và gia đình anh rất thương, thông cảm cho công việc bận rộn của chị. Quý Bình để vợ thoải mái làm công việc, mà không phải suy nghĩ nhiều đến trọng trách làm dâu, làm vợ của chị. Dù vậy, chị vẫn tự ý thức vun vén tổ ấm nhỏ mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.